Xin chào quý khách nha, em chào anh Văn Khương này. Rồi, hôm nay em có khách đến lấy xe đây này, em lên muộn một chút, 12 giờ mới lên được. Em chào bác, tôi thuyền xa bến nha, em chỉ xin một phút thôi là em xin phép được quay sang cam sau luôn. Để đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay luôn nhá. Lắng quá. Em chào bác Nguyễn Phương Đức này. Khách hàng nhà mình ơi, xem livestream của em Lê Hương thì chia sẻ cho em lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Hôm nay thì em lại về thêm được một chiếc Mazda 2 này, Vios số tự động này. Và đang trên đường về một siêu phẩm Xpander 7 chỗ ngồi số tự động nữa đây. Khách hàng nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé, Xpander. Vì quá là nhiều khách hàng quan tâm Xpander, nên hôm nay em Hương đã cho thợ đi xem Xpander rồi. Nếu như mà được việc, được xe là sẽ là ngày mai hoặc ngày kia là Xpander sẽ về thôi. Chào bác Hiệp Văn này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Số điện thoại em đã ghi vào dưới màn hình rồi, 0354602790. Vì vào quán muộn rồi nên em xin phép được quay sang cam sau nhé. Cảm ơn anh Văn Khương này. Chúc gia đình nhà mình có một buổi trưa vui vẻ này, một ngày làm việc hiệu quả nhé. Chào bác Trung Nguyễn Trung Thủy này, tên rất là Trung Thủy luôn. Xpander đang trên đường về rồi, nếu như bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Vì Xpander hiện tại đã đang trên đường về rồi. Cháy hàng bao nhiêu ngày thì hôm nay em đã cho đi. Một bác dân đã điện cho em là muốn bán lại Xpander. Chào bác Tuấn Hoa này, cả hello em yêu. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân ạ. Cảm ơn các bác nhé. Chào bác Nguyễn Văn Trung này, hôm nay em vào muộn quá, mê man lên. Khách nào vừa rồi đến chốt phun tiền Innova và bàn giao chiếc Accent số tự động màu đỏ á, nên vào hơi muộn. Nên là rất mong khách hàng dù là muộn thì vẫn ủng hộ em Hương ạ. Hôm nay thì em về thêm một siêu phẩm đây, một siêu phẩm Kia Rio bản nhập Hàn nguyên chiếc, được sản xuất năm 2015, máy số zin, một dàn lốp mới này, kính thì kính liền đời của xe, cực đẹp luôn. Một siêu phẩm Kia Rio đời 2015, số sàn, biển là biển thủ đô Hà Nội nhá. Số sàn đời 2015, động cơ trang bị 1.4, em đang bán là 325 triệu cho một siêu phẩm Kia Rio này. Em chào bác Ngô Bá Hùng, chào bác Gia Bảo nhá. Vì hôm nay em vào muộn quá rồi nên các bác chia sẻ cho em nào. Chào em Hương, thời tiết hôm nay mát rồi em ơi. Vâng anh ơi. Em chào bác Dương Kết này, thời tiết mát mà khách đến xem xe bàn giao và trưa nay là cũng hơi nóng ruột anh ạ. Kia Rio đời 2015 bản nhập khẩu 1.4, trang bị động cơ 1.4 nhé, 325 triệu. Một dàn lốp mới đây cho em này. Nhập Hàn nguyên chiếc ạ, giá thì cực ngon, cực đẹp luôn. Cam kết không đâm xô, không ngập nước. Chào bác Quân Cóc, chào bác Lê Tiến này. Hôm nay em còn về thêm được một siêu phẩm mà một em gì nhỉ? Vios số tự động cơ. Rio màu trắng thì số sàn, còn nếu như thích số tự động thì em có Rio màu bạc này. Một siêu phẩm Rio màu bạc đời 2016 bản nhập khẩu 395 triệu. Động cơ trang bị 1.4 số tự động đây ạ, 395 triệu có Rio số tự động đi nhá các bác này. Tổ hợp phím bấm ga tay tự động cruise control trên vô lăng mà giá thì có 395 triệu thôi. Khách hàng nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em cũng sẽ để cho mình một cái giá cực yêu luôn ạ. Bên đây thì có một em siêu phẩm này chuyên để trở tiền, một em Teragan. Teragan đời 2003 mà giá chỉ có 126 triệu. Thực chất em này là một em phi vụ đặc biệt đấy các bác này. Một em Teragan chỉ có 126 triệu, số sàn bản nhập khẩu 126 triệu đây, xe thì cực đẹp cho em luôn. Số sàn lên màn hình rồi, ghế là ghế lỉ nhá các bác nhá. Ghế lỉ đẹp luôn. Có xe tầm 200, anh Quân Cóc ơi, tầm 200 thì em có i10 đời 2014 bản nhập khẩu nhá, 195 triệu. Kia Morning số tự động đời 2004, đăng ký 2006, số tự động 160 triệu. Hoặc những dòng xe như mà Vios thì cũng chỉ có 200 triệu thôi. Ví dụ như chiếc xe Vios bản E xịn này, đời 2009 này, giá chào bán là 208 triệu. Trong livestream ngày hôm nay, nếu như mà chốt cho em này, giá để bán nha, em nói là giá để bán này 200 triệu tròn cho chiếc xe Vios bản E xịn đời 2009 đấy ạ. Xin nhan trên gương, thể thao ra lâm chấu rồi. Vios bản E xịn đời 2008 nhá. Chào bạn thân yêu của mình ơi. Chia sẻ cho mình lên trang cá nhân hội nhóm bạn thân yêu của mình ơi.
Còn bên đây thì có một chiếc Spark Van đời 2008 này, xe chỉ có 85 triệu thôi. Điều hòa mát lạnh luôn, màn hình giải trí cam lùi đầy đủ cho em. Máy số ngon, không đâm xô, không ngập nước. Đấy các bác này, 85 triệu có Spark đi nhá. Đăng ký 2 chỗ ngồi, chở người ok và chở hàng cũng ok, lên bộ la răng đẹp. Còn bên đây thì có một em siêu phẩm này, một em Tucson gầm cao. Ừ, hôm nay mình có khách nên là mình lai muộn hơn so với mọi hôm lửa tiếng giờ mới vào đây. Một em Tucson gầm cao, 5 chỗ ngồi, máy dầu, một cầu, số tự động đẹp, được sản xuất năm 2010 và giá chào bán là 535 triệu. 535 triệu cho em Tucson, 5 chỗ ngồi gầm cao. Máy là máy eco này, có hỗ trợ chống trơn trượt, sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế đầy đủ nhá, nhập Hàn. Máy số zin, ghế da zin, zin toàn xe cho mình. 535 triệu, khách hàng nào quan tâm chiếc Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi này thì nhấc máy lên và để lại số điện thoại cho em, 0354602790. Máy dầu các bác ạ, máy dầu số tự động bạn nhập Hàn. Còn bên đây thì có một chiếc Granit 7 chỗ ngồi số tự động đời 2005, giá chào bán là 255 triệu. 255 triệu cho chiếc xe Granit 5 chỗ, à 7 chỗ ngồi nhá. Hôm nay em còn về thêm cả Captiva nữa cơ. Về thêm cả Captiva nữa cơ. Còn bên đây thì có một em Nissan Navara, à Nissan Terra, một xe phân khúc hạng D đời 2009 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 348 triệu này. Nissan Terra phân khúc hạng D xịn đẹp, lên màn hình to như cái tivi luôn. Màn hình đề lổ thông minh, cam hành trình đầy đủ cho em nhé. Xe cực đẹp luôn, phân khúc hạng D các bác nhìn này. Một em Nissan phân khúc hạng D đẹp, số tự động, đề lổ thông minh, màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Chào bác Hoàn Nguyễn, chào bác Phương Trang, chào bác Phạm Huyền. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương các bác ơi. Chia sẻ nhiệt tình giúp em đi ạ. Đằng sau thì em còn có một siêu phẩm Kia Forte đời 2010, bản nhập khẩu, số tự động, 5 chỗ ngồi đây. Em đang bán là 330 triệu cho siêu phẩm Kia Forte động cơ 1.6. Kia Forte số tự động, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, tổ hợp phím bấm nghe gọi này, nghe nhạc radio này, ghế zin đẹp cực cho luôn em nhé. 330 triệu cho siêu phẩm Kia Forte đời 2010, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này, số tự động đẹp đây. Chào bác Ngọc Trâm, chào bác Phạm Minh Phương, chào bác Đăng Nguyễn này, chào bác Đức Trí này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương nào. Chevrolet Cruze thì em có 3 màu, thì em hôm qua chốt cọc và em màu đỏ rồi. Em còn siêu phẩm màu trắng và màu đen. Thì trước mắt khách hàng nhà mình đây là một em siêu phẩm màu trắng này. Một em Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2012 với lớp sơn, với lớp sơn màu trắng đẹp, biển 34 này. Fortuner máy dầu tạm hết anh ơi, Fortuner máy dầu tạm hết nhá. Máy dầu thì em còn Isuzu Highlander thôi và Kia Rio máy dầu thôi, Fortuner em tạm hết rồi. Em mới về, em đang trên đường về một chiếc xe Xpander 7 chỗ ngồi số tự động đẹp. Nếu như bác nào mà đang quan tâm Xpander trong buổi báo giá ngày hôm nay thì ngày mai hoặc ngày kia em sẽ về một mẫu xe Xpander này. Chevrolet Cruze màu trắng đẹp đời 2012, động cơ trang bị 1.6, em Hương đang bán là 258 triệu. 258 triệu, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Đấy, túi khí an toàn này, màn hình giải trí này, sấy sưởi kính này, máy số thì cực ngon luôn ạ. Chào anh Tạ Duy, chào bác Bảo An, chào bác Trần Trúc và chào bác Tùng Trần này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Y10 bên em Lê Hương thì nó là một ổ rồi, rất rất là nhiều Y10 luôn. Bên đây thì em có một siêu phẩm CDX với cái tầm tiền chỉ có 255 triệu để sở hữu một chiếc xe số tự động CDX đây. CDX đời 2009 bản nhập khẩu, số tự động, trang bị động cơ 1.6. Động cơ trang bị 1.6 này, 255 triệu. Đề lổ thông minh, màn hình giải trí, cửa lóc đầy đủ, xi nhan trên gương, toàn hàng VIP. Cảm ơn bác Tạ Duy, cảm chào bác Lê Việt VTV này. Chào bác Việt Tân Lê TV nhé. Biển 26 CDX form dáng thể thao. Nói chung là nếu như mà lưu lại bản thân em rất thích DCX vì máy số khỏe này, form dáng thì đẹp, thể thao, cửa lóc, đề lổ thông minh, đồ chơi nhiều. Giá thì chỉ có 255 triệu thôi cho siêu phẩm CDX. Chào anh Đình Đạt, chào anh Hải Phạm nào. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào ạ. Rất rất là nhiều xe luôn.
bên đây thì em có một chiếc xe i10 đời 2014 bản nhập khẩu này. Em này xỉ số sàn, giá rất là mềm luôn. 195 triệu cho chiếc xe i10, nước sơn thì màu trắng đẹp. i10 đây ạ, đời 2014, 195 triệu. Có con nào 7 chỗ 200 triệu không em? Anh Hoàn ơi, tầm 200 triệu mà có 7 chỗ thì em có Kia Carens và Captiva anh nhé. Captiva em có 7 chỗ này, hai chiếc Captiva luôn. Đấy, Captiva em có 3 chiếc luôn, 3 chiếc Captiva. Là 210 và 215 triệu. Thiện chí thì em bớt cái lẻ cho mình, tầm 210 thì bớt luôn, còn 200 triệu nếu như mà anh thật sự thiện chí này. Làm việc với em Hương đơn giản lắm ạ. Chỉ cần khách hàng thiện chí thôi thì giá em đã để cho mình giá cực yêu luôn. Em chào bác Lê Trung Hiếu, là chào con cháu, chào bác, cháu chào chú Vũ Minh Khanh này. Kia Rio, Kia Zondo 7 chỗ ngồi. Kia Zondo 7 chỗ ngồi, số tự động đời 2014, máy dầu nhá. 2014 động cơ trang bị 1.7 này, em Hương đang bán là 468 triệu. 468 triệu cho chiếc xe 7 chỗ ngồi Kia Zondo bên em ạ. Kia Zondo đây ạ. Chào bác Hà Thiên này. Nếu như mà dòng xe vừa tiền tập lái thì em có một chiếc xe Sơ Bắc đời 2009, 93 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay chỉ còn 85 triệu này. Em chào bác Hương Nguyễn này. Em chào anh Nam Nguyễn này. Chào em Hương xinh gái nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ cho em các anh ơi. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Sơ Bắc đời 2009 này, 93 triệu. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Kia Morning đời 2016. Số máy thì cực ngon luôn. Nước sơn là màu vàng zin. Số sàn lên bộ mâm la răng cực chất cho em này. Vâng, em cảm ơn anh Bùi Mạnh nhé. Anh Bùi Mạnh ơi, đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em. Kia Morning đời 2016 em Hương đang bán là 215 triệu. Động cơ trang bị là 1.25. Nước màu sơn này là màu vàng, là vàng zin nhé. Nhiều khách hàng bảo anh không thích cái màu này hay là sao lại nhập cái màu này. Nhưng quan trọng là số máy ngon, chủ mã đầy đủ này, xe đẹp này em sẽ nhập thôi. Màu này quan trọng, nhiều bác còn thích màu này vì là phong thủy cơ, vàng kim mà. Nếu như mà máy dầu thì em có hai chiếc Isuzu này. Isuzu máy dầu đời 2003, 8 chỗ ngồi, 140 triệu có Isuzu biển Hà Nội này. Bên đây có Isuzu Highlander cũng là máy dầu cho em Hương ạ. Em này cũng là 7-8 chỗ ngồi đây mà cũng chỉ có 160 triệu thôi. Em chào bác Trần Đào này, chào bác Trịnh Văn Giang đúng không ạ? Bình thường nếu như mà khách hàng nhá, nếu như mà bình luận cái gì mà em không đọc được thì chắc là do mạng nó bị ẩn comment, ẩn bình luận đấy, em không nhìn thấy thôi. Nhiều khách nhắn tin là lúc em live stream anh hỏi cái này thì không thấy em trả lời. Chắc là do mạng nó ẩn thôi, chứ còn nếu như mà em nhìn thấy thì em sẽ đọc ngay ạ. Màu này là màu đẹp đấy, chốt luôn nhé. Vâng ông ơi, màu đẹp, màu hot luôn. Giá là cũng cực mềm luôn. Chân dài đây. Một em Isuzu này. Cao dàn mát máy là em này đây. Mà máy dầu nhá. Xăng là xăng bây giờ đang 16.000 nửa lít thì cứ đi máy dầu là an toàn thôi. Một em Mazda Fremacy đời 2003, động cơ 1.8, số tự động em đang bán là 162 triệu, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi, số tự động dưới 200 triệu thì có Mazda Fremacy ạ, 162 triệu. Vios đây ạ, một chiếc xe Vios với nước sơn màu đen đẹp nữa đây. Biển 37 nhá, biển 37. Vios đời 2010. À 2009, em này là 2009 này. Vios đời 2009 đây, ghế da đẹp, màn hình rồi. 185 triệu có xe Vios đi này. Có Vios đi đây các bác ơi, rất là nhiều dòng xe luôn. Chỉ cần để lại số điện thoại cho em Lê Hương thì em sẽ tư vấn cho mình này. Chào bác Samsung, chào bác Phụng Minh nhé. Bên đây thì em cũng có một chiếc Vios nữa này. Một chiếc Vios với điện biển là biển 89 nhé, màu đen. Vios đời 2010, số sàn, trang bị động cơ 1.5. Em đang bán với giá là 206 triệu. Bây giờ xăng nó đang ở cái ngưỡng mà rất là đắt. Thì Vios và những cái dòng xe như i10, Morning, những cái dòng mà ăn ít nhiên liệu thì sẽ là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo ạ. Em chào anh Cường Móm này. Zoti T600 hội tụ tất cả công nghệ thì đã đi lấy chồng rồi.
Còn Kia Carin đời 2010 số tự động đẹp em Hương bán là 270 triệu cho siêu phẩm Kia Carin. Nước sơn là màu vàng đồng đẹp bạn, hay còn gọi là màu vàng cát cát đấy ạ. Số tự động đẹp 7 chỗ ngồi Kia Carin đây ạ. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, có màn hình giải trí, túi khí an toàn. 270 triệu cho chiếc xe Kia Carin bên em nhé. Vâng, chào anh Cường Móm này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. 0354602790 là số mà hotline em Hương làm để làm giao dịch nhé. Chào anh Phạm Hữu Tuấn này. 200 triệu hoặc 215 triệu thì em có này. 215 triệu cho một siêu phẩm Captiva đời 2007. Số sàn 215 triệu cho chiếc xe Captiva. Lên hết đèn bi rồi, có đèn gầm. Kệ bước chân lên xuống này, máy số ngon. Máy số ngon, xin nhan trên gương đầy đủ cho em, chỉ có 215 triệu thôi. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, có hỗ trợ đổ đèo cho em ạ. Có hỗ trợ đổ đèo, các bác công trình công trường mà mua cho thợ hay là để đi thăm loam công trình rất là ok luôn. Bên đây thì còn có một em Kia Morning bản full đồ biển 37 này. Kia Morning full đồ 128 triệu đời 2011. Đời 2011 có Kia Morning bản full đồ nè. Hôm nay em thấy mạng rất là ổn định mà. Khách hàng nhà mình ơi, chia sẻ cho em lên nào. Quan tâm mẫu xe nào, mẫu xe nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Đây Captiva thì vừa rồi em có một chiếc đời 2007 nhá, em đấy là biển 99 này. Em còn có một em Captiva biển Vĩnh Phúc nữa đây. Captiva đời 2007, em này thì có 210 triệu thôi. Cũng là số sàn. Cũng là số sàn, em này có cả hỗ trợ chống trơn trượt này, hỗ trợ đổ đèo này, màn hình giải trí, sấy sưởi kính này, ghế da zin đẹp cho em. Màu cũng là màu vàng cát đồng đồng đấy ạ, lẹp chân kính vỉ chắn mưa, giá để đồ lắp hết rồi. Các bác về đi công trình công trường hay đi gia đình thì quá là ok luôn nhá. 7 chỗ ngồi mà chỉ có 210 triệu thôi, cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em ạ. Bên đây thì em mới về được một em Captiva nữa đây, nhưng em này là số tự động này. Hiện tại Captiva thì em đang sẵn 3 chiếc, 2 chiếc màu vàng cát là số sàn, chiếc màu đen biển Hà Nội này, một chủ từ mới này. Một chủ từ mới này là em này là đang bán là 225 triệu. Số tự động ạ, đời 2007 nhá. Một chủ từ mới, công trình công trường đi thom nom rất là ok cho em ạ. Màn hình giải trí rồi, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Ghế da thì đẹp căng luôn ạ, một chủ từ mới. Em chào anh Phạm Hữu Tuấn này. 62 khách hàng của em ơi, chia sẻ cho em Hương lên nào. Captiva đây anh nhá, Captiva số tự động đẹp đây, giá bao nhiêu? 225 triệu, một chủ từ mới, cao dàn mát máy, thăm loam công trình công trường. Đi gia đình cũng rất là ok, số tự động mà. Em chào bác Tuyến Ngọc, chào bác Lò Thành này. Rất là nhiều khách hàng mới ngày hôm nay mới vào xem livestream của em đúng không ạ? Bác nào mà mới xem livestream mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh đi, hoặc là chia sẻ cho em. Chào bác Vũ Mán này. Nhìn là anh Mán nhà mình rồi. CDX đời 2010, đăng ký 2011, biển 99 đây. Nhập khẩu số tự động, trang bị động cơ 1.6, em Lê Hương đang bán là 260 triệu. Đã là CDX sẽ là nhập khẩu và đều có cửa lóc cho em. Những bản nhập khẩu như thế này sẽ có cửa lóc này, ghế da hai màu, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, đề lổ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Trên 200 triệu thì CDX sẽ là một trong những sự lựa chọn hàng đầu nhé. Full đồ chơi, full option, form dáng đẹp, máy số thì khỏe này. Cửa lóc đầy đủ này, la răng thể thao và có luôn cả phanh ABS này, khoang cốp rất là to rộng luôn. Khoang cốp thì cực kỳ rộng rãi luôn ạ. Em này đời 2010, đăng ký 2011. Còn nếu như mà mua cho bà xã, mua cho lóc nhà nhà mình đi, thì em cũng có trong những dòng xe như VinFast Fadin. Một em siêu phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh này, VinFast Fadin đời 2019. Bao test hãng toàn quốc cho em, test đủ 36 tư thế đi ạ. 340 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Nếu như anh nào mà mua tặng vợ thì em Lê Hương nói trực tiếp trên livestream này, tặng vợ 340 còn 330. Order chuẩn chỉ có gần 3.000 thôi. Mấy hôm nay em Hương điên cỗ đám cưới thì đi nó mới lên thành 3.000, trước em nhập vào có hơn 2.000 một tí thôi. Đấy. Đây ạ, màn hình giải trí này đầy đủ cho em nhé. Ghế da zin, máy số zin, em này là zin toàn xe. 330
trong buổi báo giá livestream ngày hôm nay, dưới livestream thì không còn cái giá đẹp như vậy đâu ạ. Xin nhan chân gương, xin nhan chân hồng, lên bộ la răng đẹp, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. VinFast Farin rất là đẹp luôn ạ. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Máy số thì ngon, đạp nhẹ một phát thôi thì chân mà đạp nhẹ một cái là lưng đã dính vào ghế rồi, rất là nhẹ nhàng luôn. Chào bác Trần Hồng, chào bác Tuấn Hùng Tuấn này, chào bác cậu Cao, anh Thanh Lam, anh Bình Lê và anh Đặng Văn Huy ơi. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ yêu thương cho em Lê Hương lên nào. Lên 100 khách hàng ngày hôm nay, khách hàng chỉ cần mua xe bên em, chỉ cần bảo Hương ơi anh chốt xe, 100 khách hàng ngày hôm nay xem livestream, em sẽ để luôn cho mình bớt 10 triệu một đầu xe. Nói là làm nhá. Giá bên em nói ra là nói bán, không phải là nói để mà cả, nên bớt 10 triệu một đầu xe là bớt rất là nhiều. Nên bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em. Còn nếu như khách hàng nhà mình làm công trình công trường, thanh niên mới lấy vợ, tài chính còn mỏng, dưới 400 triệu em có bán tải cho mình đi. Một em bán tải Nissan Vera, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu xanh đẹp, dưới 400 triệu có bán tải số tự động 2 cầu và máy dầu đây ạ. Đời 2014 và đăng ký lăn bánh là 2015. Bản nhập khẩu 2.5 2 cầu số tự động 398 triệu. Có bán tải Nissan Navara đi đây. Em này thì em đang cho đây bọc lại ghế rồi. Bộ ghế da của em nó thì là ghế da zin, nhưng mà bác chủ cũ ngồi nó hơi bị nhăn nheo sập sệ. Em Hương lên luôn ghế da mới nhá. Cam hành trình, màn hình giải trí, có luôn cả màn hình của quả cam 360 chân gương. Ghế em đang bọc lại rồi. Nhấn mạnh điều đặc biệt là dưới 400 triệu vẫn có xe bán tải số tự động đi. Và quan trọng là còn là 2 cầu máy dầu, biển thủ đô Hà Nội nhé. Máy số thì cực ngon cho em này. Em chào bác Bá Nhung, bác Nguyễn Văn Lam, bác Hải Hoàng, bác Đoàn Quảng và bác Nguyễn Bắc này, bác Lam Hường. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ nào. Quan tâm mẫu xe nào cứ bình luận số điện thoại ở phía dưới bài viết của em ngày hôm nay. Hoặc để lại số điện thoại cho em xuống livestream để em sẽ kết nối Zalo cho mình. Số hotline của em đã ghim rồi, 0354602790. Còn bên đây thì em có một siêu phẩm CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009 này. Giá chào bán 408 triệu có Honda CRV đi nhá. Biển 34 bánh đậu xanh. Nếu như ai đã từng đi dòng Honda và đặc biệt là chiếc CRV này thì chấp những dòng xe khác coi nhá. Cùng đời với nhau, cùng cái tầm tiền và tầm ghế ngồi 5 chỗ ngồi thì xe CRV 5 chỗ ngồi gầm cao chấp hết những dòng xe khác này. 408 triệu nhưng em này vẫn giữ được một cái bộ dáng là máy zin này. 408 triệu CRV 5 chỗ ngồi gầm cao. Trên mọi công trình, mọi lẻo đường, mọi cung đường thì em này nó rất là tốt luôn. Cao dàn mát máy đây, đời 2009 này. Em chào bác Kim Tiệp Đoan này, chào bác Cơ Khí Hưng Linh này. Hôm nay em còn về thêm được một em siêu phẩm Mazda 2. Mazda 2 biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu xanh, gọi là xanh than tím than đi. Xanh than than đấy ạ, xanh đá đá đấy nhá. Mazda 2 đời 2012, số tự động đẹp, trang bị động cơ 1.5. Em Hương đang bán với giá là 298 triệu. 298 triệu cho chiếc xe Mazda 2 mới về bên em Lê Hương đây ạ. Màn hình giải trí rồi, đề lỗ thông minh có rồi, ghế da hai màu. Ghế da các bác nhìn bộ ghế da rất là chất luôn. Thiết kế hình quả chám đẹp luôn nhá. Mazda 2 298 triệu đời 2012. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh đầy đủ cho em này. Ghế da thảm rối đầy đủ nhá. Trần nỉ nguyên zin đẹp. Form dáng thì cực yêu luôn. 298 triệu có. Có Mazda 2 đi ạ. Chào bác Phú Lê là chào bác Xuân Hồng nhá. À, hôm trước thì em về một chiếc xe Innova gọi là đẳng cấp rồi. Đêm qua và sáng nay thì đã chốt cho khách rồi, phun tiền xong về làm dâu ở đâu nhỉ? Bắc Linh rồi. Thì hôm nay em lại về thêm được một siêu phẩm Innova nữa đây. Nếu như bác nào mà quan tâm về Innova thì đây, các bác nhìn này. Innova đời 2006, máy số zin không khoan đục gì hết. Mà giá yêu cực luôn, nước sơn thì màu đen đẹp. Giá chỉ có 225 triệu cho một siêu phẩm Innova, máy số zin không khoan đục gì đâu các bác nhé. Nhìn chiếc xe này mà em không nghĩ là đời 2006, vì sao? Vì bác chủ cũ giữ gìn em nó cực kỳ cẩn thận luôn. Ghế da, táp ni, táp lô, máy số còn zin, túi khí an toàn này các bác nhìn này. Thậm chí là mua xe về mà không phải rửa dọn một chút gì. Vì bác chủ cũ là một người cẩn thận, đến cái tuổi xế chiều như các bác là chỉ ăn và chăm chim thôi.
nên các bác đã không muốn đi xe ô tô nữa rồi, bán lại này. Innova 225 triệu không khoan đục. Máy số zin, gốc em này là xuất thân gái Hà Thành này, gốc Hà Nội. Màn hình giải trí đầy đủ luôn. Màn hình giải trí đầy đủ luôn. Cho xem lại con Mazda, Mazda 2 anh. Mazda 2 đây anh ơi. Mazda 2 đời 2012, số tự động, biển thủ đô Hà Nội này, biển mới rồi. Biển thủ đô Hà Nội. Cạy người ta, cạy người ta. Đây anh em nhà mình nhá. Mazda đây anh ơi, 298 triệu. Đây em nói Hà Nội và các bác ấy còn vặn em. Khổ lắm, Hải Dương em nó hơi ngọng một tí này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này anh nhìn này. Trần zin nhá các bác nhá, trần zin này. Số tự động đẹp, ốp hết cả mạ vân carbon này. Không phải là che khuyết điểm hay là để làm gì đâu, mà bác chủ cũ là những người cẩn thận. Giống như mình mua một cái điện thoại mới về, mình sẽ bọc cường lực, dán ni lông vào cho nó sạch, cho nó đẹp, không bị xước đúng không ạ? Đề lỗ thông minh, 298 triệu số tự động đẹp cho chiếc Mazda 2. Nước sơn màu xanh cứng cáp này. Xi nhan được tích hợp ở trên hông. Anh Cao Cường ơi, anh nhìn rõ chưa ạ? Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 5 2023. 298 triệu số tự động đẹp cho chiếc Mazda 2 đây ạ. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ các bác nhé. Form dáng là mặt chú hề mỉm cười. Mặt chú hề mỉm cười này anh này. Form dáng thì cực đẹp luôn. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương nào. Cảm ơn bác Ngọc Trâm, cảm ơn bác Nguyễn Hoài Trang và anh Hoàng Văn Hậu nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên. Corona Antis đời 2010 số tự động. Một trong những dòng xe ăn sâu vào tiềm thức khách hàng Việt Nam là Corona Antis, Vios và những cái dòng xe như Camry chẳng hạn, cái dòng Toyota đấy, bền bỉ này. Em có một siêu phẩm Corona Antis đời 2010 số tự động, hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, 395 triệu cho chiếc xe Corona Antis ạ. Quá là tuyệt vời luôn, đẳng cấp vẫn là mãi mãi đúng không ạ? Innova không khoan đục, gốc Hà Nội đời 2006, giá chỉ có 225 triệu thôi. Thời điểm hiện tại bây giờ vì dịch giã là xong rồi, gần như là sống chung với dịch rồi, các bác lại quay trở lại với những dịch vụ taxi, du lịch, giải trí. Lên những dòng xe 7 chỗ bây giờ là đang lên ngôi các bác nhé. Để tìm được một chiếc xe Innova đẹp, tư nhân, không taxi, số máy ngon, không khoan đục thì các bác phải biết rằng bên em là phải tìm rất là vất vả luôn. Đi từ ngóc ngách nhà dân, thậm chí là còn phải gạ cả bác chủ để bán lại xe Innova đây. 225 triệu Innova, máy số zin, không taxi, không khoan đục, gốc là gốc Hà Nội. Khát nước quá nhỉ. Để em xin hớp nước đã. Anh ơi. Các bác đợi em chút, em xin hớp nước khát nước quá. Anh Cường có đây không? Cường béo có đây không? Trời ơi, sao xin hớp nước rồi. Cháu với túi công nước nhá. Bên đây em có bán tải Nissan Navara màu xanh, máy dầu 2 cầu số tự động, dưới 400 triệu là đời 2014, đăng ký 2015. Còn em này cũng là số tự động, máy dầu 2 cầu thì là đời 2017 này. Nước sơn thì màu trắng đẹp, biển là biển thủ đô Hà Nội. Em Hương đang bán với giá là 535 triệu. Các bác nào công trình công trường mà chưa đủ tài chính thì em sẽ hỗ trợ cho mình 60% giá trị xe. 60% giá trị xe nhé. Nếu như chưa đủ tài chính này, đời 2017 bản nhập khẩu ạ. Đây các bạn thấy không? Em nay chìm khát nước quá mà cô yêu phải ra tiếp nước cho em đây. Em chào bác Ba Liên này, chào bác Phú Đình Quang, chào bác Kỳ Bảo, chào bác Nguyễn Công Thắng này, chia sẻ cho các hàng ơi. Chào bác Tòng Bùi, chào bác Hoa Toản này. Nissan Navara đời 2017, 535 triệu, trả thẳng còn 525 triệu. Nếu như trả góp thì chỉ cần đưa cho em 200 triệu thôi, có đánh xe về. Hỗ trợ 60% giá trị xe với điều kiện là mình không bị lọ xấu, không bị báo xấu thì em sẽ làm hỗ trợ trả góp cho mình. 800.000 trên 100 triệu trong vòng 1 tháng tiền lãi giả chiết khấu như là mình giả ngân hàng vay trả góp đấy ạ. Thủ tục đơn giản nhanh gọn thôi. Còn bên đây thì em lại có một em Captiva nữa đây. Ai chà chà, Captiva lại về thêm rồi. Biển là biển Hải Phòng. 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc Captiva rồi khách hàng nhà mình ơi.
Captiva đời 2007 nữa đây, 228 triệu. Vậy là em có 2 chiếc Captiva số tự động, 2 chiếc Captiva số sàn. Em này thì khóa cửa rồi, nhưng mà lấp ló bên trong em này có một cái màn hình giải trí phải to như một cái laptop luôn, to dã man các bạn nhìn này. Màn hình giải trí siêu to khổng lồ. 228 triệu cho bọn em siêu phẩm Captiva số tự động đời 2007. 7 chỗ ngồi mà trên 200 triệu và 200 triệu thì em đang có 4 chiếc này. Em chào anh Nguyễn Công Thắng này, chào anh Thanh Tùng nhé, chào bác Nguyễn Sùng. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Chào bác Cơ Khí Hưng Linh này. Nhiều lúc là mạng nó bị kém ấy, cá mập nó cắn mạng cáp quang nên là em không nhìn thấy bình luận đâu. Nên là nếu như khách hàng mà có hỏi về xe nào mà em chưa trả lời thì bình luận lại cho em nhé. Khi nào em nhìn thấy em sẽ quay chi tiết cho mẫu xe nào mình mà quan tâm này. Bên đây thì em có một chiếc Mazda 3 đời 2009 này. Em này là bản nhập khẩu nhá. Nhập khẩu với lớp sơn màu đỏ đẹp, form dáng sedan cực xinh luôn. Cửa lóc đầy đủ, 285 triệu, 2.0. Mazda 3S bản nhập khẩu số tự động đẹp đây ạ. Quá là đẳng cấp luôn. Rất là nhiều xe cờ đuôi đỏ này, nói rồi, nhận cọc rồi. Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi, em có máy dầu số tự động đời 2010. Ra đây lại hơi oi nắng rồi. Em sẽ đi ra ngoài các bác nhé. Ra bên ngoài còn rất là nhiều xe anh Hưng Phạm này, bác Tòng Võ này, chia sẻ cho em nào. Bác Nguyễn Sùng này. Còn bên đây thì em lại về thêm được một em Innova bản G. Innova bản G nữa đây. Ôi sao các bác chủ nhà mình giữ gìn xe đẹp thế này. Innova bản G, em này bản G, em xin lỗi, bản G cao cấp ấy à. Innova bản G cao cấp đời 2013, 270 triệu. Động cơ trang bị 2.0. Màn hình giải trí có rồi, vô lăng 4 chấu này, dán thêm những cái mà như là mạ giả vân gỗ cực sang luôn. Xe cán bộ cấp cao phục vụ xe ưu tiên còn nguyên bảng phục vụ xe ưu tiên các bác này. Xe cán bộ cấp cao đây phục vụ xe ưu tiên. Innova bản G đời 2013, 270 triệu, số sàn xe 8 chỗ ngồi, lúc sơn màu vàng cắt đẹp. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 2023. Quá là đẳng cấp luôn đúng không ạ? Em phải dựng máy vào đây, ra đây nắng quá phải đội nón lên. 60 khách hàng lên, 60 lại lên 100 các bác ơi. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận cho em. Em chào chị Lò Thị Bình, chào bác Trần Tuyên, chào bác Đào Ngọc này. Ra bên đây thì em có một dàn xe i10. i10 biển 34, bánh đậu xanh, nước sơn màu trắng đẹp. Gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em, xin nha, tích hợp trên gương. i10 đời 2015 bản nhập ấn này, động cơ trang bị 1.0. Giá chào bán chỉ có 225 triệu cho siêu phẩm i10 đây ạ. i10 225 triệu, biển 34, bánh đậu xanh, nước sơn màu trắng đẹp. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em, lên bộ la răng này, mâm thể thao rất là chất luôn. Còn bên đây thì có một chiếc xe Hyundai Aeon nhá. Em này thì có hơn 100 triệu một xíu xíu thôi. 169 triệu cho chiếc xe Hyundai Aeon. Số sàn Hyundai Aeon và i10 thì form dáng nó lớn hơn như nhau các bác nhé. Biển 99 có Hyundai Aeon đi này. Hyundai Aeon đây các bác ơi. Nhưng mà không nhớ giá là bao nhiêu tiền đây rồi. 169 triệu đời 2013 bản nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.8 này, em này còn ăn ít xăng hơn cả Hyundai i10 luôn. Hyundai Aeon động cơ là 0.8 nhá, 169 triệu. Ra đến bên đây thì em còn có một xe gì nữa đây? Xe Ghetto số tự động này. Một em siêu phẩm xe Ghetto màu vàng form dáng thể thao số tự động. Đời 2008, 190 triệu, có xe Ghetto số tự động đi. Động cơ trang bị là 1.4, nhập khẩu các bác nhé. Ghetto nhập khẩu, thân vỏ chắc chắn, máy số đi cực con cho em. 169 triệu. Chào bác Ngọc Đào, chào bác Nguyễn Học, chào bác Trần Tuyên, chào bác Thảo Nguyên Xanh, chào bác Đặng Đạo này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho một cô gái vừa ngoan và chịu khó như em Lê Hương nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Vios đời 2014 số sàn bao nhiêu nhỉ? Anh Cao Cường ơi, bên em Vios đời 2014 đang tạm hết. Em còn một chiếc xe Vios đời 2016 số sàn bản E-Sit 355 triệu.
2016 là 355 triệu. Đấy là máy số ngon. Còn nếu mà 2014 thì chắc là trừ đi mấy chục triệu anh ạ. 2014 em tạm hết rồi. Vì là dòng xe cũ, dù là cùng đời, cùng màu, nhưng mà nó quan trọng là chất xe. Cùng đời nhiều khi các bác bảo sao nhà này bán có từng đây tiền, nhà kia bán từng đây tiền. Xe cũ nó còn phụ thuộc vào máy số nha anh nhá. Nên là một chiếc xe Vios đời 2016 nhà em máy số ngon cũng chỉ có 355 triệu thôi. Một siêu phẩm Kia Rio đời 2015, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu xanh lòng súng này, đời 2015 số tự động, Kia Rio số tự động em Hương đang bán là 390 triệu. Động cơ trang bị 1.4 số tự động 5 chỗ ngồi đây. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, có ga tay tự động cruise control. Màn hình giải trí rồi, em này thì cũng lên loa trầm rồi, bác chủ cũ là người yêu âm nhạc lên lên loa trầm rồi. 2015 390 triệu cho siêu phẩm Kia Rio, phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ cho em này. Em chào anh Hà Tùng nhé. Về ăn cơm thôi em ơi, trời sắp mưa rồi. Em chỉ mong mưa thôi anh ạ. Em chỉ mong mưa thôi. Mà mãi không mưa đây này. Em chào anh Bạch Đông Sơn này. Chào anh Đặng Trần Xuân này. Còn nếu như mà Vios đời cao thì em có một siêu phẩm Vios bản G xịn này. Vừa mới về đây. Vios bản G xịn, Mazda đỏ vừa lẫy là 285 triệu chị Thảo Nguyên Xanh ơi. Nếu như chốt trên livestream em nói lét căng luôn, bớt luôn 10 triệu đồng trên livestream cho một chiếc xe Vios Mazda 3S nhá. Em là lữ thật nhưng phong cách làm việc của em rất là mạnh mẽ luôn. 285 còn 275 trên livestream bớt luôn 10 triệu đồng. Giá em nói là giá bán, không phải là giá nói mặc cả đấy, chị mua xe rất là yên tâm bên em luôn. Giống như mình đi chợ vậy, mình vào shop mình mua vừa an toàn, vừa đẹp, chất lượng tốt, thái độ phục vụ tốt. Mà không sợ phải nói thách. Nhiều khi ra chợ mua như hôm nay em, sáng nay em đi chơi, các bác ấy nói thách đúng lên rời. Nói để bán không phải nói để mặc cả nhá chị nhá. Một chút nữa thì em sẽ quay lại Mazda đỏ cho chị Thảo Nguyên Xanh nhá. Còn em xin phép dừng một phút để cho siêu phẩm Vios lên sóng này. Siêu phẩm Vios bản G xịn, bản này sẽ có điều hòa tự động cho em. Cái đầu đài của em nó sẽ khác hoàn toàn so với những dòng khác này. Vios đời 2019 số tự động 495 triệu. 495 triệu bản G xịn này. Bản này thì sẽ có tăng giảm âm lượng chân vô lăng đầy đủ cho em. Túi khí an toàn này. Màn hình giải trí này. Điều hòa em này sẽ là auto tự động cho em nhé. Ôi, xe đẹp xuất sắc luôn. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa trần lỉ zin. Lên cho em thảm rối đầy đủ rồi. Và dòng này sẽ có 4 mắt cảm biến, tất bật cảm biến này. Có hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em. Form dáng mới tinh, zin từng con ốc như thế này cơ mà các bác nhìn này. Bút chấm sơn QC này. Nếu như khách hàng nào mà có tầm tiền này, 495 triệu cho một em siêu phẩm Vios số tự động bản G xịn sẽ lên cho em Hương là gì? Điều hòa auto luôn. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ có 4 bánh này. Em xin 1 phút để nói về chiếc Vios này. Vì Vios là một trong những dòng xe mà khách hàng quan tâm rất là nhiều. Mà đặc biệt là một chiếc xe đời cao, bản tự động như thế này thì quá là chất lượng luôn. Hai mắt cảm biến va chạm phía sau, bô lip bô thể thao là bô đôi các bác này. Biển Hải Phòng không lòng vòng. Cam lùi đầy đủ, đèn hậu phía sau thiết kế to bản, ăn sâu và lắp cốp và sườn xe như thế này. Một dàn lốp mới luôn, đời 2019 nhá, xin nhan trên gương 495 triệu. Cho em siêu phẩm Vios bản G xịn số tự động đẹp đây ạ. Chiều nay thì em Hương sẽ lên video chi tiết nhất về chiếc xe Vios này, bọn em chỉ nói qua thôi. Em chào bác Huỳnh Minh Hiếu, chào bác Ngọc Hà này. Nếu như về bán tải thì em còn có một siêu phẩm bán tải, một em bán tải Ford Ranger Wildtrak. Ford Ranger Wildtrak đây ạ. Em này là 845 triệu, số tự động 2 cầu, máy dầu, bản 3 Wildtrak 3.2. 845 triệu. Số tự động máy dầu 2 cầu, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo khởi hành ngang dốc. Hôm nay em vừa có khách, xong em lại vừa có khách hẹn bán xe anh ạ. Nên là em phải đi cùng mấy người nhà mình ra mua xe. Nên là các bác nhìn này, siêu phẩm, chiến lợi phẩm ngày hôm nay của em đó chính là lai muộn lửa tiếng. Nhưng em đã nhập được một em Vios bản G xịn số tự động đẹp 495 triệu anh Trương Nguyễn nhá. Và hai hôm nữa thì bác chủ cũng hứa là bác mà mua được chiếc xe
BMW 2 tỏi mấy đấy, bác sẽ để lại cho em chiếc Xpander. Nếu mà mai em có Xpander em còn vui nữa này. Xpander cháy hàng bao nhiêu ngày thì hôm nay bác chủ cũ lên xe rồi. Mua xe mấy tỷ cơ, để lại Xpander cho em rồi. Mà bác mới mua xong 2019 đẹp căng. Em mà mua được Xpander em còn vui nữa cơ. Anh Lê Hải Nam ơi, anh đang quan tâm chiếc xe nào bên em? Anh đang quan tâm chiếc xe nào? Bán tải Ford Ranger qua chắc hay là chiếc xe Vios số tự động bản G, điều hòa auto tự động bên em? Rất là nhiều xe đẹp luôn. Đang livestream mà khách hàng quan tâm mẫu nào để luôn bình luận vào đây. Em sẽ quay thật là chi tiết để khách hàng nhà mình dễ trong việc chốt xe. Xe bên em bán ra là doanh nghiệp lớn rồi, cam kết không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chủ mã đầy đủ, không phạt nguội. Và địa chỉ showroom bên em Lê Hương là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số hotline của em 0354602790. Rất mong rằng các bác mà yêu xe, thích xe, tầm tiền, tầm kinh tế và mục đích sử dụng hợp với nhà mình là alo cho em luôn nhé. Bán tải đây anh ơi, em sẽ quay lại bán tải này. Em nhìn thấy số điện thoại của anh rồi. Nếu như không đủ kinh tế để mình trả thẳng thì em vẫn có thể trả góp cho mình. Một chiếc bán tải Ford Ranger Wildtrak, bản này là bản 3.2, 4 mắt cảm biến va chạm phía trước, có một dải đèn led trong quanh mắt này, đèn pha này, đèn halogen có dải đèn led này, gương kính thì cụp chỉnh auto hỗ trợ cho em chống trơn trượt, chống đổ đèo, trơn trượt đổ đèo này. Lên màn hình giải trí tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng, form dáng cực đẹp luôn. 840 trả thẳng được hay anh trả góp thì đều alo cho em nhé. Đằng sau cũng có 4 mắt cảm biến va chạm lên thùng thấp rồi. Nếu như chưa lên thùng các bác còn phải về mất 20 triệu tiền lên thùng cơ. Nhưng em lên thùng rồi. Bản này là bản 3.2 Ford Ranger Wildtrak. Tổ hợp phím bấm nghe gọi chân vô lăng. Cụm đèn pha của em này còn có một cái điều đặc biệt là sẽ khi mà buổi tối mà anh đang đi nhá, nó sẽ tự động cụp đèn pha nếu như gặp chướng ngại vật. Chốt trên livestream cho em ngày hôm nay cho chiếc bán tải Ford Ranger Wildtrak này 845 triệu. Còn luôn bao nhiêu bây giờ? Một lần duy nhất nhé anh Lê Hải này. Anh có nhìn kỹ không ạ? 845 triệu trên livestream ngày hôm nay anh bảo chốt giá inbox riêng cho em. Không bao giờ để anh thất vọng này. Em phải đi xin phép vào đây không nó bị mất mạng, nó lóng máy quá này. Ford Escort Sport bản Titanium cao cấp đời 2018 535 triệu. 6 túi khí an toàn, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em. 535 triệu vẫn hỗ trợ cho mình trả góp được. Em xin phép đi vào trong đây. Ra kia lắng quá là máy nó lại báo không cho like rồi, nó bị mất mạng. Em chào bác Tuấn Đình này, khách hàng ơi, còn nhìn thấy em Lê Hương không ạ? Còn hộ em với hay mạng lại quay đơ đơ rồi. Quạt quạt máy không, nó nóng quá. Quan tâm máy số xe nào để lại số điện thoại cho em này. Hơi chết rồi, đơ rồi. Các bác còn nhìn thấy bài viết của em không ạ? Điện thoại nóng quá mất mạng rồi. Các anh có nhìn thấy em không ạ? Đang nói tơi tự dưng mạng bị đơ thì mới chán chứ nè. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe ô tô đang được chào bán bên em Lê Hương. Nhưng mà vì sự cố của mạng rồi, các bác còn nhìn thấy em không ạ? Em chào anh Châu Lê, chào anh Tuấn Đình này. Các anh còn nhìn thấy em không ạ? Em chào anh Lê Văn Hùng nhá, em đang báo tôi thì tự dưng mạng nó lại có vấn đề rồi. Anh Trương Nguyễn ơi, xem bọn em mạng ok chưa ạ? Em chào anh Hồ Ca nhá, tự dưng mạng nó lại quay đơ đơ. Đang 6-70 khách hàng nên là mạng đơ, các bác chạy ra hết rồi. Nói chung là thì thôi, nếu như mà mạng nó có vấn đề rồi thì em cũng xin phép được dừng buổi báo giá ở đây. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em nhá. Anh chị là khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên và gọi cho em có hotline 0354602790 hoặc đến trực tiếp bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Anh Trương Nguyễn ơi, bình luận hộ em xem là ok không ạ?
bán tải thì em đang quay bán tải thì mạng nó bị quay quay nên là phải dừng lại rồi. Em chào anh Ngô Hùng nhá, các bác xem em là mạng ok chưa nhỉ? Chán lắm cơ, mạng Hải Dương cá mập nó cắn cáp quang rồi. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm về bán tải này, Mazda 3S này, hoặc là Innova, hoặc nếu như khách hàng nào đang tìm cho mình một chiếc xe Xpander số tự động đẹp thì ngày mai hoặc ngày kia em sẽ về một siêu phẩm Xpander này. Sao bác nào lại cứ thả phẫn nộ vào đây thế nhỉ? Em có làm gì đâu mà thả phẫn nộ vào đây. Nếu như khách hàng nào mà quan tâm tới số nào, dòng xe nào thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương nhá. Còn có lẽ là bây giờ thì em xin phép được dừng livestream ở đây vì mạng bên em nó có sự cố rồi. Đừng quên số hotline của em là 0354602790. Mặt đó đỡ phải make up nữa đâu em. Ôi anh ơi đen luôn anh ạ. Khách đến là khách từ đợt mùa đông đến mua xe khen trắng. Em ơi Hương ơi xem cao thế em trắng thế. Hôm qua khách đến mua Innova và Hương ơi sao có mấy tháng không gặp mà sao em đen thế. Em ngày nào em cũng live stream không thể trắng được. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Showroom bên em là 51 Thanh Xá Lên Hồng, thành phố Hải Dương. Số hotline 0354602790. Mazda này, Vios này, Accent này, Innova này, i10 và Kia Morning là bên em rất là nhiều. Nếu như mà quan tâm mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em. Còn em rất là xin lỗi vì dừng livestream sớm hơn vì mạng bên em nó bị sự cố rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em. Khi nào khách hàng mà ra thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em Lê Hương xin một lượt đăng ký kênh để khi mà em livestream hay up video lên thì các bác có thể nhìn thấy bài viết của em ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và gặp lại nhé. Em chào anh Lữ Thịnh nhé. Anh vào muộn quá rồi. 11:30 ngày mai em sẽ lại like nhé.